Con cam kết với anh là con sẽ mua được ví dụ như là biệt thự hay là xe ô tô và những siêu xe mà anh thích trong vòng 2 năm thôi. Con nhớ có lần chồng con đi ra đường, chồng con thấy chiếc siêu xe chạy ngoài đường. Chồng con nói với con một câu là không biết bao giờ vợ chồng mình mới được cái đó. Em mới nói là anh cứ tin em sẽ làm được chuyện đó cho anh. Bao giờ có mấy chiếc rồi? Dạ con chắc 10 chiếc. Dạ con chắc 10 chiếc. Thôi không nói chuyện nữa. Trời ơi, tôi nửa chiếc tôi chưa có nữa nè chú. Em cái bánh còn chưa có rồi đó. Nói chuyện. Là bây giờ con có mấy biệt thự rồi, con nói con nghe coi. Dạ con cũng hơi khá nhiều. Hơi khá nhiều thôi chị. Không nói chuyện đó nữa. Thực ra là trước khi con gặp chồng con đã có một đời chồng trước. Và con cũng có hai bé. Thì sau khi mà chia tay á, cô Vân biết là định kiến xã hội dành cho người đàn bà cũ rất là nặng nề. Thì con lại nghĩ là con sẽ tập trung vào sự nghiệp nhiều hơn. Thì con quen với anh này chủ yếu là về tư cách là bạn bè thôi. Thật sự nếu mà anh không vô hỏi về trà, con sẽ không bao giờ trả lời. Vì thời gian đó con nghĩ là con sẽ tập trung vào phát triển công việc và sự nghiệp là chính. Nhưng mà lần đầu tiên gặp anh ấy ở trước mặt mình thì thấy có ấn tượng gì về ông Quy này không? Tại vì anh thuộc cái tiếp người hiền á chú, nên con cũng không có ấn tượng quá nhiều. Nhưng mà con là người yêu bằng lời nói. Có nghe con khoái nghe, con thích nghe lắm. Tuy nhiên ở lại với một người nào đó hay không là bằng cả hành động nữa. Thì có những cái điều mà anh làm á, mình cảm thấy là trong mình rất là cảm xúc. Ví dụ như có một cái lần đó con đi chơi với con bé con của con, thì anh điện thoại, anh hỏi em ơi em đang ở đâu rồi. Thì mới nói là tại vì đây là cuối tuần nên em phải dẫn con em đi chơi. Để nói thôi vậy em ở đâu, anh chạy ra. Khi mà anh chạy ra xong cái anh chơi với một con bé con nhỏ mình, mà một bé gái nữa cô. Thì anh chơi rất là kiểu là thân thiết như một gia đình. Và con rất là cảm xúc vì điều đó. Và con cảm nhận được điều đó thì con rất là quý anh này. Và nhìn được một cái gì gọi là đặc biệt nhất có thể từ trước tới giờ mình gặp những người khác. Đến lúc nào thì con biết là vợ con có cái em bé rồi? Trước đó đã biết rồi. À trước đó không biết rồi. Trong lúc nói chuyện với nhau là đã biết rồi đúng không? Thì con có cái lăng tăng gì không? Dạ không, con nghĩ thoáng. Đến khi nào thì Quy mới phát hiện rằng là Quy thấy cô này rất là đặc biệt và Quy yêu cô? Không biết nói sao nữa. Tức là về lần đầu là đã thương chưa? Dạ chưa. Đúng rồi, Quy về được bao lâu? Về thôi, khoảng 2 tuần. Là đi qua Úc lại. Dạ. Rồi là đi về Úc nè, đi về Úc trở lại rồi bao lâu qua lại? 4 năm tháng nữa. 4 năm tháng. Đã còn Thu. Đến khi nào thì Thu? Thu yêu Quy. Vì tình cảm của tụi con cũng đến nhau tới bây giờ tận thời điểm này hai đứa cũng chưa bao giờ anh tỏ tình với con hết. Dạ, anh cứ hành động liên tục như vậy á, mẹ cũng không bao giờ nói là anh thương em thế này hay là anh thế nọ. Thậm chí tận thời điểm này anh cũng chưa có một lời cầu hôn. Nhưng mà lần thứ nhì á thì là Quy đã yêu Thu chưa? Cũng có. Rồi lúc nào thì Quy quyết định là sẽ đi đến hôn nhân với Thu? Con không có nghĩ tới cái vấn đề là giống như là hôn nhân. Con chỉ muốn giống như là mình cảm giác giống như là muốn làm mọi thứ thôi. Làm mọi thứ cho cổ thôi. Dạ. Nghĩa khi mà hai bạn đến với nhau á thì hai gia đình có gặp những cái trở ngại gì từ phía gia đình không? Vậy con nghĩ là cũng khá thuận lợi. Tại vì hai bên cũng không có gì gào cản với cô. Thu có cái điều gì đặc biệt mà làm cho con quyết định là con sẽ gắn chặt cuộc đời con với người phụ nữ này? Dạ đẹp thì cái đó chắc chắn có. Giỏi nữa cô. Ủa Thu ơi, lần đầu tiên mà hai bạn biết nhau là cách đây bao nhiêu năm? Dạ chắc con nghĩ là khoảng tầm 6 năm rồi. Đến khi nào các bạn chính thức gọi là yêu nhau? Có nghĩa là về là của nhau đó. Về chung một nhà. Con cũng không nhớ chính xác rõ về thời gian, nhưng mà tụi con đến với nhau thì khoảng là tới cái bé mà con nhớ là bé con vào 3 tuổi. 3 tuổi thì tụi con kết hôn khoảng là 4 tuổi, 4 năm trước. Dạ. Vậy là tụi con quen nhau tầm khoảng 4 năm. 4 năm. Trước khi mà các bạn cưới nhau đó. Dạ. Thì hai đứa có sống thử với nhau không? Dạ có. Và con nghĩ là sống thử là cần thiết. Bao lâu thì tụi con quyết định sống thử? Khoảng năm thứ tư đó cô, thứ năm đó là tụi con sống thử với nhau. Tại vì con nghĩ là thật sự hôn nhân chỉ là hình thức thôi. Nếu mà hai người không hạnh phúc thì tụi con bắt đầu sống chung. Và kết hôn tới giai đoạn mà con sinh em bé ra thì tụi con mới làm giấy kết hôn. Một bé gái, một bé trai. Vâng, hai đứa luôn. Con tổng cộng 4 đứa là con. Trời ơi trời. Là ở với con hết hả? Dạ, ba bé đầu con là con gái nè. Rồi bé cuối cùng con là nam. Trời ơi, quá rồi. Ủa nhưng mà là hai bạn có trải qua một cái giai đoạn gọi là yêu xa? Có nghĩa là không về được với nhau? Cũng có, là thời gian anh ở Úc và con ở Việt Nam. Bao lâu? Đâu đó tầm 1 năm. Là tụi con yêu xa khoảng 1 năm. Có phải do Covid không? Dạ không phải. Là do anh có công việc ở Úc và con có công việc ở Việt Nam. Vậy thì ảnh có công việc Úc rồi tại sao con không làm việc bên Úc mà con lại bỏ tất cả mọi thứ về với vợ? Thì tại lúc thời điểm đó là anh cũng có thuyết phục con là qua Úc. Tuy nhiên con thuyết phục ngược lại với chồng. Anh cứ tin tưởng em ở Việt Nam để chúng ta phát triển sự nghiệp. Em hiểu con người mình như thế nào. Thì em mong rằng anh và gia đình tin tưởng em một lần.
nếu trong 2 năm em không làm được những gì em cam kết, em sẽ quay về. Và con cam kết với anh là con sẽ mua được ví dụ như là biệt thự hay là xe ô tô và những siêu xe mà anh thích trong vòng 2 năm thôi. Con nhớ có lần đó, chồng con đi ra đường, chồng con thấy chiếc siêu xe chạy ngoài đường, chồng con nói với con một câu là không biết bao giờ vợ chồng mình mới được cái đó. Em mới nói là anh cứ tin em sẽ làm được chuyện đó cho anh. Bao giờ có mấy chiếc rồi? Dạ con chắc 10 chiếc. Dạ con chắc 10 chiếc. Thôi không nói chuyện nữa. Trời ơi, tôi nửa chiếc tôi chưa có nữa nè chú. Em cái bánh còn chưa có rồi không nói chuyện. Là bây giờ con có mấy biệt thự rồi, con nói con nghe coi. Dạ con cũng hơi khá nhiều. Hơi khá nhiều thôi chị. Không nói chuyện đó nữa. Không lẽ giờ té ghế cái chưa có được cái nửa cái biệt thự nữa. Em có. Không nói chuyện đó nữa. Em có mấy cái biệt thự lắp ráp con gái em á. Có nghĩa là hiện giờ là tụi con làm một cái cặp đôi rất là đầy đủ về mọi thứ. Và thành đạt. Chúc mừng Thu cuối cùng đã làm được mọi thứ. Rồi thôi giờ tới chuyện này nè, vui lắm nè. Về sống với nhau á. Rồi có những cái gì mà mâu thuẫn, có những cái tật xấu gì mà đó. Đối phương mà làm cho mình còn chưa hài lòng. Con làm kinh doanh đó cô, nên con đi cũng khá nhiều và rất là nhiều khách hàng. Ngày nào cũng có một cái tiệc gì đó. Mẹ chồng con bị cái tính gọi là hay ghen. Ví dụ như là trong một bàn tiệc, trong bàn tiệc 10 người, chú sẽ tìm được những cái người mà cùng cái gu với mình. Thì mình cùng cái gu thì mình nói rất là nhiều, tính con là vậy. Về xong kêu là em, tại sao ngày hôm đó em nói chuyện với anh đó nhiều như vậy. Để có thể là những cái event đi, mình rủ anh đi, anh không đi. Không đi xong về cái anh sổ mặn đóng vậy đó. Mà nhiều khi con đi về con chưa có kịp ăn nữa. Và con rất là mệt vì cái điều đó. Và ổng cứ liên tục là hờn là em thế này, em thế kia, em có thấy người ta nhìn em như thế nào không? Ổng liên tục hỏi những cái câu hỏi mà nó không phạm vi trả lời của mình. Mẹ cứ là hỏi mình xong rồi buồn, không chịu, bữa nào là giận á. Là con nhìn con dễ biết lắm. Tại vì tối về hai vợ chồng con hay đi chơi với nhau. Ảnh chở mình đi mà ảnh không nói một tiếng nào hết là biết ngày hôm nay anh giận rồi. Nhưng mà cái xác suất đó xảy ra một tuần lễ là mấy lần? Nếu mà con có đi là cứ nó xảy ra. Đâu có nhiều như vậy đâu. Một mà hay bị nói lên nhiều. Con cứ yên tâm một cô biện hộ cho con. Ngoài cái ghen đó ra thì còn những cái tật xấu gì nữa không? Với chồng con á, gia đình là số 1. Có nghĩa là với anh, mẹ anh và anh nhiều khi còn cao hơn cả vợ và con. Và con cảm nhận điều đó rất là nhiều. Tại vì tính con như vậy nè, tính con là cũng coi gia đình chồng giống như gia đình mình hết. Mình không có quan tâm cái chuyện là mình phải phân biệt là gia đình vợ thế nào, gia đình anh thì ra làm sao. Và nhiều khi anh quan tâm đến mức quá mức á, mình nhiều khi mình cũng thấy buồn á cô. Có một xíu gì đó cũng hơi tủi thân. Cái ngày mà con sinh bé đầu tiên á, con ở trong bệnh viện, anh nói con đúng con câu thôi anh của anh về nước rồi, anh phải lấy xe anh đón, mặc dù con ở viện có một mình. Mà ngày đó là con sinh luôn á cô, con sinh em bé mới có ngày 1 à. Anh chạy xe một mình lên tận thành phố đón anh. Tại vì lúc đó con sinh ở Cần Thơ. Con cũng ok. Tại vì cái tính con là người ta đã muốn là con sẽ không cản. Anh bỏ con một mình ở bệnh viện. Mặc dù con biết bản thân con có thể tự lo cho con và tự lo cho con được. Nhưng mà anh vậy đó, anh cứ là đặt gia đình mình hơn cả vợ. Đâu con đi là anh có hỏi đàng hoàng không, hết. Không không. Ví dụ cô nói con nghe, những lúc người phụ nữ khi sanh nở đó là những lúc mà yếu đuối lắm. Bản lĩnh cỡ nào đi chăng nữa, cái lúc đó là lúc mềm yếu nhất. Nó giống như là cái con rắn cua mà lột da, cua lột á. Yếu ớt và rất cần chồng mình bên cạnh. Cái đó cô nói nghiêm túc nha. Thì ví dụ như với anh của mình có thể bằng cách nào đó để có thể rước anh người khác. Nhưng mà ngay lúc đó là vợ mình phải là số 1 đã. Rút kinh nghiệm nha, rút kinh nghiệm nha. Không muốn ông xã mình thay đổi điều đúng gì. Đúng rồi, đó. Con nghĩ là bây giờ cái mà anh cần thay đổi nhất là anh phải hiểu em là con người như thế nào. Tức là tất cả mọi thứ em ra xã hội để làm gì, về vai trò của em làm sao, thì anh phải tin tưởng em. Thay vì anh đi nghĩ những cái chuyện mà nó không hay xảy ra, thì mình đến với nhau trong cuộc đời này để làm gì? Để yêu thương nhau, để thấu hiểu cho nhau và bao dung hơn nữa. Chứ không phải là kiểu anh nghĩ, anh nói những cái câu em biết là nhiều khi anh giận quá hay là anh đang nghĩ những cái vẩn vơ gì đó. Em không có trách, nhưng mà em cũng có cái buồn. Dạ. Tổn thương đúng không? Rồi bây giờ tới Huy nè. Nói thẳng luôn là có những cái tật xấu gì. Đó. Chắc cô không có gì tật xấu gì nhiều đâu cô. À. Thôi giờ gì đi Huy. Nhân tiện hôm nay với chương trình này, như vợ có nói đó, trước giờ ổng không có tỏ tình, ổng không có cầu hôn, ổng không có lãng mạn. Vợ đang rất là cần những cái điều đó. Và đặc biệt trong cái ngày hôm nay, anh muốn Huy thể hiện một cái gì đó hoặc là nói một cái điều đó với vợ trong cái chương trình ngày hôm nay. Anh chỉ mong là có bất cứ vấn đề gì thì em nói cho anh để anh chia sẻ với em, chứ em đừng có để trong lòng nữa. Anh đã quyết về đây rồi thì em tới đâu thì anh theo em tới đó thôi, cũng không biết nói gì hết. Nhưng mà em muốn cho anh hiểu được rằng em đứng được vị trí ngày hôm nay, tất cả em nghĩ là đều nhờ anh. Hay quá. Mà
mặc dù ngoài xã hội có nghĩ là em tài giỏi, có nghĩ là em xinh đẹp hay em gì đó, em không quan tâm. Vì em hiểu được rằng em có anh, em sẽ có tất cả mọi thứ trong cuộc đời trời này. Trời ơi. Chết tôi rồi, trời ơi. Thì quá ngôn tình. Huy ơi là Huy.